Bài thơ Hành trình xương thủy tinh, phần 5, về Đông Thạnh và tìm được thuốc cho hội. Tác giả Dòng sông Lam, dựa vào cốt truyện cuốn nhật ký cùng tên của người mẹ cũng là tác giả Nguyễn Thị Thu Hương. Kính chúc quý vị và các bạn an lành. Con trai ơi, hãy đưa tay đây, mình sẽ về vùng quê Đông Thạnh. Ngôi nhà mới nằm bên nghĩa địa, cạnh bãi rác nhơ nhuốc mùi hôi. Đường vào nhà đất cát vòng vo, lại bé tẹo xe lam không lọt. Nhà ta núp dưới lùm cây cối, ở đầu đường cây miếu bà Tư. Bà con tại xóm mới thật vui, còn nhiệt tình khiêng đồ giúp mẹ. Có cái gì trên xe toàn nghế, chỉ một điều dài ngắn khác nhau. Một cái để cho con tập đi, cái để ngồi khi nào con mệt. Mẹ biết rằng con sẽ buồn lắm, bởi chốn này heo hút sâu xa. Chẳng còn nữa mẹ cõng đi chơi, ngắm phố phường nguy nga tráng lệ. Siêu thị sách đêm về con đọc, sẽ không còn ghé đến thường xuyên. Tưởng hạnh phúc khi đã về đây, ngày bốn Tết chân con vỡ nát. Mẹ bế con tìm thầy bó bột, khi nhà người đón Tết đang vui. Quay vào tường nén lấy nỗi đau, con bảo mẹ thôi đừng cứu nữa. Ngực mẹ đau đôi mắt rướm lệ, đừng tuyệt vọng con sẽ vượt qua. Ngồi trong nhà thấy con nhìn ra, tâm trạng con vương buồn mang mát. Mẹ hiểu rồi con thầm ao ước, một thế giới rộng lớn bao la. Thời điểm này nhà mình khó khăn, nhưng mẹ vẫn tìm mua máy tính, trả góp dần làm gì lo lắng. Để cho con khám phá toàn cầu, cả nhà ta quyết tâm cố gắng. Chỉ mong con có được niềm vui. Mẹ rất thích mua cái màu xanh, bởi sắc xanh niềm tin hy vọng. Miệng con cười mẹ rất hãnh diện, biết một điều toại nguyện ý con. Mang về nhà phòng khách sáng lên, tìm thêm sách để con tự học. Rồi một hôm bát cơm ăn dở, mẹ giật mình nghe tiếng con kêu: "Mẹ ơi, mẹ thuốc có thật rồi." Mẹ bỏ cơm nhanh chân chạy tới. Mẹ không tin vào mắt mình nữa, cứng đơ người mặt dán màn hình. Thuốc rất tốt nhưng đắt hơn vàng. Trong đầu mẹ tìm cách suy tính, qua tìm hiểu mới hay được biết thuốc này dùng điều trị ung thư. Để mua thuốc phải được kê toa, ngoài quầy thuốc không hề phổ biến. Nhìn ánh mắt con nuôi hy vọng, mẹ chắc chắn sẽ cứu lấy con. Mẹ sao đành để con như vậy? Bình tĩnh nhé, ta sẽ tìm cách. Hà Nam, 27 tháng 11 năm 2021. Tác giả Dòng sông Lam kính tặng. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.